Làm thế nào để trao cho con mình ba cái điều bi, trí, dũng mỗi ngày? Từ bi là tình yêu thương và lòng biết ơn. Nếu như hàng ngày các con không có thực hành lòng biết ơn thì các con không bao giờ có thể lớn lên trong cái cuộc đời này được. Bởi vì tim to thì gan lớn thì trí lớn. Thứ hai là trí tuệ thông thái. Trí tuệ thông thái không phải là chỉ ở sách vở đâu nhé. Chúng ta có thể học trí tuệ từ con chó, chúng ta có thể học trí tuệ từ cây, từ hoa, từ trải nghiệm, làm việc nhóm, từ giao tiếp với người này, giao tiếp với người kia. Đấy đều là trí tuệ thông thái hết. Cái điều thứ ba là bản lĩnh, sự dũng mãnh, sự dũng cảm chỉ có thể hình thành thông qua trải nghiệm thôi. Con làm được đấy, làm đi con, làm tới đi con chắc chắn làm được đấy. Nói với con cái điều đấy.